Chào mừng các bạn đã đến với tin tức mới và ngay sau đây hãy cùng với chúng mình cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày nhé. Tại Việt Nam có rất nhiều vị đại gia sở hữu những bộ bàn ghế được làm từ chất liệu gỗ quý hiếm như đinh, lim, sứa đỏ, thậm chí dát vàng, đinh đá quý được định giá vài tỷ đồng cho đến chục tỷ đồng. Sau đây mời các bạn cùng chiêm ngưỡng những bộ bàn ghế đất đỏ này nhé. Bộ ghế kỳ lân 7 tấn giá 2,2 tỷ của đại gia Sài Thành, bộ bàn ghế có tổng trọng lượng gần 7 tấn, được chọn lọc và chế tác từ hơn 10 khối gỗ muôn sọc và có kích thước khổ gỗ lớn nhất, bộ bàn ghế này được giao dịch với giá 2,2 tỷ đồng. Ông Đỗ Thanh Duy, đại diện một công ty nội thất tiết lộ, để thực hiện được bộ bàn ghế hoành tráng này, họ đã phải mất 4 năm tập hợp nguyên liệu và hoàn thành. Được biết chủ nhân của bộ bàn ghế tiền tỷ này là một đại gia ở Sài Thành, để vận chuyển được bộ ghế khủng vào nhà, vì này đã phải thuê máy cẩu và nhờ tới sự hỗ trợ của một đội ngũ hàng chục người. Theo giới sành chơi đồ gỗ thì muôn hoa là loại gỗ quý hiếm, có giá trị được xếp hạng gỗ nhóm 1 cùng với nhóm của một số loại gỗ quý khác như là gỗ sưa, trắc, khoàng đàn. Gỗ muôn có chất lượng rất tốt với độ bền cơ học cao, khả năng chống mối mọt tự nhiên, gỗ có đặc tính rất nặng và sứa gỗ mịn, đanh cứng, phân gỗ có những hoa văn sọc trắng vàng và đen hòa quyện lẫn nhau rất đẹp mắt. Bộ bàn ghế 5 tỷ ốp vỏ ốc của đại gia miền Tây. Chủ nhân của bộ bàn ghế độc đáo có 102 này là ông Ngô Xuân Pha ở thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. Để sáng tạo ra bộ bàn ghế thì các nghệ nhân đã phải tỉ mẩn bỏ ra nhiều công sức sắp xếp các vỏ sò ốc thành hình các loại hoa. Trong đó, vỏ các loại ốc ốp vào thân ghế đều được mài nhẵn bóng. Một số vỏ sò bên trong đập đã đóng một lớp già cừ quý hiếm như ngọc trai. Số bàn ghế lưu giữ đã 108 năm trong một ngôi nhà cổ của người Pháp xây dựng. Các con cháu của gia chủ đã thống nhất mang tài sản có giá trị của ông cha ra đấu giá và tôi mua được. Ông Pha nói, theo ông Pha, ngoài hai bộ bàn ghế còn có một tấm gương soi, hai con ve và một con ó biển cũng được ốp vỏ sò. Bàn ghế cổ xưa ngàn tuổi vô giá của đại gia Quảng Nam. Theo đại gia Trương Quốc Sĩ ở tỉnh Quảng Nam, bộ bàn ghế bằng gốc gỗ lũa hình đàn hay còn gọi là gỗ sưa đỏ quý hiếm, nặng gần 2 tấn là báu vật có 102 anh đang sở hữu. Vị này cũng cho biết dù có tiền tấn cũng khó tìm được bộ ghế quý hiếm thứ hai tương tự. Anh Sĩ chia sẻ điểm độc đáo của bộ bàn ghế, gốc huỳnh đàn này là bộ rễ đã ngậm đá tự nhiên, nằm dưới lòng đất chỉ còn lõi và một phần bộ rễ đã gần như hóa thạch. Trên mặt bàn là gốc cây huỳnh đàn có đường kính khoảng 1,6 mét, còn 4 chiếc ghế ngồi cũng lấy được từ bộ rễ của cây huỳnh đàn khủng này. Theo anh Sĩ, bộ bàn ghế gốc gỗ huỳnh đàn khủng được anh kỳ công săn tìm và bí mật đặt hàng mới có thể mua lại được của một người dân tại huyện miền núi Nam Giang, Quảng Nam cách đây nhiều năm. Chủ nhân bộ ghế khủng này cũng cho biết vào thời điểm cách đây hơn 10 năm, con số gỗ huỳnh đàn tại miền núi Quảng Nam lên đến đỉnh điểm. Nhiều tay buôn loại gỗ quý này vào mật phục để săn tìm mua loại gỗ quý huỳnh đàn xuất đi Trung Quốc. Giá mỗi kg gỗ huỳnh đàn loại cành nhánh lên đến hàng chục triệu đồng, còn gỗ nguyên khối thì giống như vạt đồng. Tôi đã bỏ ra không ít công sức lẫn tiền bạc, nếu không có duyên thì cho dù có tiền tỷ cũng không thể mua được bộ bàn ghế gốc huỳnh đàn này được, anh Sĩ nói. Bàn ghế cổ lim nguyên khối hiếm có của đại gia Điện Biên. Bộ bàn ghế này bao gồm 4 ghế đơn, 1 đôn bàn nhỏ, mỗi chiếc ghế có chiều cao lên tới khoảng hơn 1 mét. Một chiếc ghế đơn có thể ngồi lọt thỏm tới 2 người lớn, họa tiết được chạm trổ trên bộ bàn ghế là họa tiết rồng phượng uốn lượn tinh xảo. Theo nhiều thợ chế tác gỗ, lim là một loại gỗ quý hiếm của Việt Nam không dễ dàng tìm thấy và khai thác. Để có được bộ bàn ghế nguyên khối đẹp mắt với kích thước lớn như vậy, theo tính toán của những người am hiểu về gỗ lim, giá của bộ bàn ghế này ít nhất cũng lên tới vài trăm triệu đồng, thậm chí cả tiền tỷ. Bộ bàn ghế gỗ nu được rao bán hơn 1 tỷ đồng tại Hà Nội. Một bộ bàn ghế được chế tác từ gỗ nu rừng được rao bán ở Hà Nội với giá trên 1 tỷ đồng của nghệ nhân người Thái Bình từng gây xôn xao dư luận. Theo chia sẻ của chủ nhân bộ bàn ghế, để biến những gốc nu xù xì này, 4 nghệ nhân điêu khắc gỗ phải mất 1 năm ròng để pha chế các bản nu từ một hoặc nhiều loại gỗ quý hiếm như là lim, tấu để kết nối với tầng nu lớn. Quá trình điêu tác chạm khắc gốc gỗ quý mất rất nhiều thời gian bởi gỗ quý có nhiều nu, mỗi nu có một thế khó tạo thành điểm liên kết. Bên cạnh đó, các nu thường có vân, xoáy rất đặc biệt từ nhiều vết thương của gỗ và nhiều nhựa cây nên cực kỳ rắn chắc. Quá trình chế tạo nhiều mũi đục tiền đã bị gãy. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Chúng mình là tin tức mới và đừng quên nhấn like, share và subscribe để cập nhật những tin tức mới nhất trong ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!